Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký và KYC tài khoản trên sàn Gate.io. Trước khi đi vào nội dung chính của video, quý vị đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ KTV. Theo thống kê từ CoinGecko, thì sàn Gate.io là một trong những sàn nằm trong top 5 về khối lượng giao dịch. Đây, quý vị để ý đến cái biểu tượng Gate.io này. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone, quý vị có thể vào CH Play hoặc là App Store để tải cái app Gate.io. Và quý vị thao tác đăng ký trên app, nó cũng tương tự như đăng ký trên cái máy tính. Rồi, và đây là cái giao diện sàn Gate.io. Nếu quý vị chưa có tiếng Việt thì quý vị có thể vào cái biểu tượng quả cầu phía bên trên góc tay phải màn hình và quý vị chọn chuyển sang tiếng Việt. Còn ở đây, KTV đã chuyển sang tiếng Việt rồi. Rồi, quý vị chọn vào đăng ký này. Phần quốc gia, quý vị để là chọn là Việt Nam. Để phần tên người dùng, quý vị hãy nhập tên của quý vị này. Ô thứ ba, địa chỉ email, quý vị nhập địa chỉ email của quý vị này. Ô thứ tư, quý vị nhập mật khẩu đăng nhập. Rồi, cái ô ID người dùng, ID người mời này, quý vị hãy nhập 578 4609 4609, hoặc là quý vị có thể lấy cái ID mà KTV để bên dưới video này, ok chưa? Nhập xong, quý vị chọn vào bước tiếp theo này. Ở cái phần này, quý vị đặt cái mật khẩu để thanh toán. Quý vị lưu ý mật khẩu này khác với lại cái mật khẩu mà quý vị đăng nhập. Rồi, quý vị chọn đăng ký ngay này. Quý vị hãy xác minh cái hình này. Ok, một thông báo đăng ký thành công và quý vị hãy mở email lên để kích hoạt tài khoản. Thì đây là cái email mới này, từ Gate.io này, quý vị hãy mở mail lên này. Quý vị hãy kích vào cái đường link mà bên Gate.io họ gửi cho quý vị này, hoặc quý vị có thể copy và dán vào trình duyệt. Rồi, xác thực thành công. Quý vị hãy đăng nhập bằng email mà quý vị vừa đăng ký vào này. Quý vị hãy xác minh cái hình này để chứng minh rằng quý vị không phải là một robot. Phần này, quý vị chọn xác nhận này. Quý vị hãy vào email để lấy mã. Rồi, đã đăng nhập thành công. Quý vị để ý phía bên trên góc tay phải màn hình có biểu tượng hình người này. Quý vị hãy chọn. Rồi, quý vị tìm đến cái mục
xác minh bảo mật này. Giờ đây, quý vị hãy bật cái xác minh số điện thoại trước lên. Quý vị chọn vào liên kết ngay này. Ở ô thứ nhất, quý vị hãy điền họ tên thật của quý vị vào. Ở quốc gia, quý vị đề là Việt Nam cộng 84. Số điện thoại, quý vị hãy nhập số điện thoại của quý vị và bỏ số 0 ở phía trước đi. Ô thứ tư, quý vị hãy nhập mật khẩu thanh toán. Ô thứ năm, quý vị hãy nhấn vào nhận mã xác thực email này. Quý vị nhấn luôn vào gửi tin nhắn này. Rồi bây giờ quý vị hãy mở mail lên để lấy mã xác thực này. Quý vị nhập mã xác thực email vào này và nhập mã tin nhắn SMS vào này. Rồi nhập xong quý vị chọn bật chức năng xác thực này. Ok, vậy là đã bật chức năng xác thực và liên kết số điện thoại thành công này. Tiếp theo, quý vị hãy vào trung tâm cá nhân này. Rồi, cũng trong cái phần xác minh bảo mật, thì quý vị để ý đến cái mục liên kết Google Authenticator này. Quý vị chọn vào liên kết ngay ở phía dưới. Rồi, quý vị chọn tiếp là bật liên kết xác thực Google ngay này. Đây là cái mã QR, quý vị hãy lấy điện thoại. Nếu quý vị sử dụng một điện thoại smartphone thì quý vị hãy sao chép và thêm cái mã QR này vào cái auth mà quý vị đã cài trên điện thoại smartphone. Quý vị ai chưa biết cài cái auth và thêm các mã như thế nào thì quý vị có thể tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ. Rồi, bây giờ KTV sẽ thêm cái mã auth này vào cái app auth trên điện thoại này. Rồi, tiếp theo đến phần mã xác thực này, quý vị hãy nhập sau, tại vì cái mã xác thực auth này nó chỉ chạy trong vòng 30 giây thôi. Thì quý vị hãy nhập cái mật khẩu thanh toán trước đi. Nhập mật khẩu thanh toán xong, quý vị hãy chọn vào gửi tin nhắn để lấy mã xác thực SMS. Rồi, bây giờ quý vị trở lại cái mã xác thực và quý vị nhập mã xác thực Google vào cái ô thứ nhất này. Nhập xong, quý vị chọn bật xác thực Google này. Rồi, đã bật xác thực thành công rồi. Rồi, tiếp theo là phần xác thực KYC này. Cũng trong cái phần trung tâm cá nhân, quý vị có thể chọn cái phần đi xác thực ngay. Đây, hoặc là cái đi xác thực ngay phía bên trên này. Rồi, quý vị chọn vào bên cá nhân này. Quý vị chọn đi xác thực ngay này. Thì ở đây, quý vị phải chụp ảnh chứng minh thư hoặc là bằng lái xe hoặc là passport. Và quý vị phải viết một dòng chữ vet.io với cái số ID của quý vị ở bên dưới.
quý vị chụp thao tác y như cái ảnh mà họ làm mẫu này. Ok, thì ở đây KTV đã chụp sẵn và KTV sẽ thao tác. Rồi, cái phần quốc gia này, quý vị để nguyên là Việt Nam. Cái phần họ tên thật, quý vị điền họ tên của quý vị vào này. Cái ô thứ ba, quý vị nhập lại họ tên này. Ô thứ tư là cái loại giấy tờ cá nhân. Nếu quý vị sử dụng căn cước công dân hay chứng minh thư thì quý vị để nguyên là National ID. Còn quý vị sử dụng passport thì quý vị chọn passport. Quý vị sử dụng giấy phép lái xe thì quý vị chọn driver. Ví dụ ở đây KTV sẽ để nguyên là cái national, tức là căn cước công dân. Rồi cái ô thứ năm, quý vị hãy nhập cái số căn cước công dân của quý vị vào này. Quý vị hãy nhấp vào tải lên. Ở cái ô thứ nhất là cái mặt trước căn cước công dân của quý vị. Rồi cái ô thứ hai là mặt sau. Rồi tiếp theo là cái phần ảnh cá nhân này. Cái này KTV đã viết sẵn và chụp. Ok, khi nhập xong, quý vị chọn vào xác nhận không sai sót và gửi đi này. Rồi, gửi thành công, quý vị có thể chờ khoảng 24 giờ, sàn họ sẽ support và họ sẽ có thông báo cho quý vị. Quý vị lưu ý này, trong cái phần trung tâm cá nhân này, đây, quý vị vào cái biểu tượng này. Và cái phần thông tin trung tâm cá nhân này này, quý vị có thể chọn cài đặt để tắt cái bước đăng nhập bằng số điện thoại đi. Rồi quý vị chọn cài đặt này. Thì ở đây đăng nhập đang có hai cách là mã xác minh SMS và mã xác thực Google. Thì ở đây quý vị có thể tắt cái mã này đi để quý vị đăng nhập cho nhanh và tiện hơn, vì chỉ cần đăng nhập bằng cái mã xác thực Google là được rồi. Ok, thì quý vị tắt đi này. Quý vị chọn gửi tin nhắn này. Rồi quý vị nhập mã nhận được từ tin nhắn vào cái ô này. Rồi quý vị chọn xác nhận này. Ok, vậy là từ những lần sau khi quý vị đăng nhập vào thiết bị của quý vị thì quý vị chỉ việc nhập cái mã xác thực Google. Rồi, tiếp theo là phần rất quan trọng đây này. Và rất nhiều người không thể nào thao tác được. Quý vị để ý đến cái phần mật khẩu thanh toán này. Đây, rất nhiều người không thể đăng ký được khi cái mật khẩu thanh toán của quý vị đã nhập chính xác rồi nhưng mà hệ thống vẫn báo là sai. Đó, nếu như quý vị thao tác nhiều lần mà cái mật khẩu thanh toán báo là sai thì quý vị hãy vào đây đó để đổi cái mật khẩu thanh toán này đi. Đó, quý vị chỉ việc vào thay đổi này để thay đổi cái mật khẩu thanh toán này và quý vị tiến hành các bước cài đặt số điện thoại Google và KIC. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên like, chia sẻ video. Và quý vị ai chưa có tài khoản, quý vị hãy đăng ký theo đường link và cái mã giới thiệu KTV để bên dưới video này.